Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào vâng mai ngày 14 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ thờ Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng trên toàn quốc biết được về cái quy trình làm hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ rổi sơn son thếp vàng. Đây là quy trình đầu tiên trong ngành sơn son thép vàng để làm được một sản phẩm đẹp chúng tôi phải trải qua bảy nước và đây là nước đầu tiên chúng tôi dùng các cái dây dẫn nối với bình ga trực tiếp đốt lửa cho các cái bề mặt ở phần trên nó có các cái lông cháy vừa phải không được cháy quá nếu cháy quá là nó sẽ cháy hết các cái phần gỗ đó là điều rất khó khiến người thợ chúng tôi phải kỳ công tần mẩn trong uh, từng cái công việc và rất là nguy hiểm khi ngồi cạnh bình ga đốt trực tiếp như này. Đây là các cái bức hoành phi uh, siêu to khổng lồ làm từ chất liệu gỗ rổi ta của nhà chùa tại Hải Phòng. Nhà chùa đã về tại cơ sở để xem mộc, sau đó chúng tôi bắt đầu vào hoàn thiện. Đầu tiên đó là đốt các cái bề mặt lông ở trên mặt cho cháy đen sau đó chúng tôi bắt đầu với hom và sau quy trình hom chúng tôi đến quy trình kẹt và sau phần kẹt chúng tôi bắt đầu chuyển sang đó là sơn ba nước lót sau khi xong ba phần lót chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện thiết vàng sơn son để bàn giao tới quý khách hàng trên toàn quốc và đây là quy trình đầu tiên quý khách nào mà muốn làm thì lưu ý điều đặc biệt đó là nên cẩn thận với các cái dây dẫn bình ga đặc biệt là phải kín nếu hở là rất nguy hiểm hoặc quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn quý khách làm tất cả các công đoạn làm về hoành phi cô lối sẽ được chia sẻ trực tiếp trên kênh youtube đồ gỗ hiền lành hoặc qua fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành, quý khách có thể theo dõi được trực tiếp. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành cũng như kênh Đồ Thờ Hiền Lành để có thể xem được các cái video mới nhất về đồ gỗ, đồ thờ phòng đồ thờ cũng như đồ gỗ phòng khách và kích thước của bác các cái bức hoành phi này dài lên tới 2m6 và chiều rộng là 81 6 bức hoành phi có một bức chúng tôi làm 3 chữ nho và các bước còn lại chúng tôi làm bốn chữ nho theo yêu cầu của nhà chùa và được làm trên nền chất liệu đó là gỗ rổi ta 100% được đục tay thủ công các cái mẫu hành phi này rất là rộng nên bản chữ rất là to và toàn bộ các chữ nho là do nhà chùa đã chọn và các cái bảng mẫu chữ cũng vậy do quý khách gửi qua Zalo 0986883349 mà chúng tôi đã tư vấn và báo giá cụ thể. Quý khách muốn làm hoành phi cỡ lớn siêu to khổng lồ như này, quý khách nên làm bằng chất liệu gỗ giỏi ta. Thì nó sẽ được các cái ván liền và nếu như làm bằng gỗ mít thì chúng ta phải chắp ghép rất là nhiều miếng vì gỗ mít nó nhỏ hơn. Để làm được một sản phẩm đẹp, chúng tôi phải trải qua rất nhiều các quy đoạn công đoạn và quy trình và thời tiết thì đang rất là rét những người thợ của chúng tôi vẫn phải tất bật với công việc để hoàn thiện trong giao trước Tết Nguyên Đán 2021 và đây cũng là các cái bộ chữ nho thì quý khách có thể tham khảo quý khách có thể cúng tiến cho đình chùa cũng như các cái dòng thờ các cái đồ thờ cho nhà thờ họ các cái mẫu chữ toàn bộ khuôn tranh là chúng tôi làm dày 7 phân ván là dày 3 phân toàn bộ nền của các bức hoành phi chúng tôi để trơn theo như yêu cầu hiện nay cơ sở đang hoàn thiện rất nhiều các cái bộ hoành phi câu đối cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc hoành phi lồng cuốn thư và các cái video thép vàng cũng như rát vàng ta chúng tôi đã chia sẻ trong các video clip trước rất nhiều Chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều các sản phẩm như ngai thờ, hạc thờ. Quý khách có thể xem thêm. Công đoạn đốt này rất là nguy hiểm mà không được để cháy gỗ. Chúng ta chỉ đốt cái lông trên bề mặt thôi. Quý khách lưu ý cho chúng tôi nhé. Và đây là chất liệu gỗ rồi. Kích thước dài 2m6. 6 bức có đồng kích cỡ 2m6 x 81. Ván dày 3 phân và khuôn tranh dày 7 phân nền là nền trơn và đi theo sáu bức hoành phi này là sáu bộ câu đối lòng mo chúng tôi đang hoàn thiện sau khi đốt hết hoành phi chúng tôi sẽ chuyển sang đốt câu đối lòng mo thường thì nhà chùa ít khi dùng câu đối phẳng nên nhà chùa đã dùng toàn bộ đó là câu đối lòng mo dài tới 3 mét và khi đốt xong thì các sản phẩm nó sẽ lên hình như này. Không được cháy quá. Cháy quá là hỏng đến các công đoạn tiếp theo. Chỉ được cháy bề mặt lông thôi. Trên bề mặt. Quý khách lưu ý. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi Cô đối, quý khách liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ đồ thời Hiền Lanh qua hai số hotline 0986 88 3349 hoặc 0985 226684 chúng tôi nằm tại làng nghề La xuyên xã Yên Ninh huyện Yên Yên tỉnh Nam Định quý khách có thắc mắc gì về hoành phi có đối quý khách hãy bình luận ở phía dưới video chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc gần đây chúng tôi cũng nhận được rất nhiều phản hồi cũng như rất nhiều đơn đặt hàng online tới từ khách hàng trên toàn quốc thì quý khách nhớ đăng ký kênh để có thể tiện theo dõi chúng tôi trên các cái trang mạng YouTube cũng như Facebook chúng tôi sẽ chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các công đoạn làm về hành vi cô đối. Để quý khách được yên tâm. Trong video clip sau tôi sẽ giới thiệu quy trình thiết vàng Đài Loan, hoành vi lồng cuốn tư cho khách hàng tại Hưng Yên cũng như khách hàng tại Hải Hậu Rát vàng 49. Và hẹn gặp lại quý khách